Và đây cả nhà ơi, Quỳnh sẽ giới thiệu tiếp một cái lô cực VIP nữa cho cả nhà mình xem nha. Cây này có chiều cao trung bình từ 45 cho đến 65cm nha cả nhà, nhưng mà đa số là khoảng 50 cho đến 60 rất là nhiều. Rồi, cây này có bộ rễ đa dạng cực kỳ luôn. Rễ nè cả nhà, ôi đó, quái ghê luôn nè cả nhà. Hình này hình thú nè. Rồi bí nè. À, có trái bí tròn đều nữa nha cả nhà. Bí tròn đều. Ai. Rồi, hình quái nè ha, bí một bên. Hình này hình gì Quỳnh cũng không biết luôn. Đó, bí nè. Rồi có những cái trái bí tròn đều ha, 3 múi, 4 múi. Đây cả nhà. Đây trái bí nè. Thì trái bí này á là chừng khoảng vài trái bí thôi nha cả nhà, nó không được nhiều nha. Còn lại thì những cái rễ quái quái như thế này đây, bí một bên hoặc là bí hoặc là kiểu này. Đó, hình thú ha, và cái kiểu này. Rồi cây này là 8.500 một cây nha cả nhà, và em sẽ bao phí vận chuyển từ 100 cây trở lên ha. Và trong cái lô này thì có một số lá nó không có được đẹp hung, còn một số thì lá nó cũng đẹp ha cả nhà. Nói chung là lá không đẹp thì do là chúng ta không có ít có đi phân đó cả nhà, và để hạn chế lúc này thì để cho nó già cây á, để mà vận chuyển nó không có bị hư hao ha. Nên ra thì có một ít đó là không có túi phân nên cái lá nó không được đẹp. Nó do nó mình về á, mình có thể là lãi một ít để cho nó đỡ mất sức và để cho nó ra lá non. Thì khi mà cả nhà mình trồng thì nhất định cả nhà mình cũng phải lấy lá thôi à. Đó thì đó, đây cả nhà, bí ha. Rồi múi bí này, có cái bí này cũng tròn ghê luôn cả nhà. Bí này là bí bí bốn múi thưa. Còn cái này là một bên, đó, rễ này rễ quái. Nói chung là đủ kiểu nha cả nhà, đủ kiểu hết. Đây, có một số là hình thú nữa cả nhà. Rồi, cái này là cái gì? Cái này là hình gì Quỳnh cũng không biết luôn. Đó, rồi. Cái này nó quấn quái quái cả nhà. Đó, kiểu này nữa ha. Nó có rất là nhiều kiểu nha cả nhà. Cây thì, đó, cành nhánh nè. Rồi, Quỳnh lấy, bây giờ Quỳnh sẽ đo thử cho cả nhà mình xem một cây nó như thế nào nha. Như cây này đi, nó có chiều cao là bao nhiêu đây? Đây cả nhà, 50. Vậy Quỳnh lấy trung bình là từ 50 đến 65cm thì cả nhà 8.500 một cây thôi. Và ai lấy 100 cây thì em Quỳnh sẽ bao phí vận chuyển. Dưới 100 cây á, thì Quỳnh bán nhưng mà Quỳnh sẽ không bao phí vận chuyển nha cả nhà. Và tiền phí của khoảng 30 cây là giá khoảng cỡ hơn 60.000. Còn dưới 100 cây thì khoảng trăm mấy đủ lại ha. Nên là nếu như cả nhà mình cân nhắc mua 100 cây thì em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển cho mình. Và đảm bảo với cả nhà rằng cái lô này cả nhà trồng rất là cứng cáp, 8.500 một cây ha cả nhà. Và em sẽ bao phí từ 100 cây trở lên. Nếu cả nhà thích cái lô này thì alo cho em nha. Rồi, em Huỳnh mến chào cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà ở video sau. Em Huỳnh mến chào.